Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhé. Ok anh em ạ, hôm nay chúng ta sẽ cùng xây con cáo tuyết giống như hôm qua tôi đã nói nhá. Ok anh em ạ, thế nhưng mà trước khi mà xây con cáo tuyết dễ thương ấy thì là tôi cần phải xây một cái máy phăm tuyết đây anh em ạ. Bởi vì là để xây được con cáo tuyết là chúng ta cần cực kỳ nhiều tuyết luôn anh em ạ. Ok, thì để mà bây giờ mà xây được cái máy phăm tuyết ấy thì là tôi sẽ phải xây nó ở trên một cái tầng cực kỳ cao anh em ạ. Bởi vì là chỉ có ở trên cao ấy thì là cái máy farm nó mới sản xuất ra được tuyết. Và tôi sẽ phải xây nó cao từ 127 tầng trở lên đây anh em nhé. Đó, hiện tại là tôi đang ở tầng 64 anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ xây cao lên đến tầng thứ 127. Ok, thì tôi đã lên được tầng thứ 128 rồi đây. Thôi được rồi, để từ để tôi xây cao thêm một tí nữa anh em ạ, cho nó an toàn. Đấy. Rồi, chắc là tầng thứ 132 là được rồi đấy anh em nhỉ. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ xây ra một cái chỗ để tôi đứng cho nó an toàn đấy anh em ạ. Cao quá, ghê quá. Đây á, thì theo tôi thấy này là có vẻ an toàn rồi đấy nhỉ. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây anh em nhé. Thực ra là nó đơn giản lắm anh em ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ xây đá ra cái hình tam giác cái này này. Đó, mình xây 3 cục ra, thực ra là 4 cục đây anh em ơi. Ok chưa, xong rồi dùng đến một cái phiến đá, cái phiến đá hoặc phiến gỗ này anh em nhé. Phiến gì cũng được, rồi đặt vào đây anh em ạ. Ok chưa, xong bây giờ ấy là anh em sẽ phải xây cao lên thêm 2 tầng, 3 tầng ấy, 1 này, 2 này, 3. Ok chưa, tại cái tầng này này là anh em sẽ xây ngang qua, tạo nó ra thành hình chữ L. Đó. Sau khi mà xong tới thế này rồi ấy là bây giờ là anh em sẽ dùng các tấm thủy tinh. Sau đó là anh em đặt thế này, đặt để bao cái bên ngoài lại anh em nhé. À, ok chưa. Xong bây giờ ấy chúng ta sẽ triệu hồi ra con golem tuyết anh em ạ. Đấy, con golem này là nó sẽ tạo ra tuyết anh em nhé. Hay lắm. Đây, thì đơn giản ấy là chúng ta cần 2 khối tuyết và một cái bí ngô được khắc thôi. Đó, một quả bí ngô được khắc. Đó. Đấy, khá là xinh anh em nhỉ. Chào em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt các cái piston ra anh em nhé. Cái piston ấy là đặt thế này anh em ạ. Đặt một cái ở đây. Đó, và một cái ở đây. Ok chưa. Sau khi xong cái này rồi là anh em sẽ đặt tới cái bộ redstone anh em nhé. Chúng ta sẽ đặt hai cái bộ redstone ở bên cạnh hai cái piston anh em nhé. Đấy, và cái chỗ giữa này này là anh em đặt một cái cần gạt. Ok chưa. Xong bây giờ ấy là anh em phải đủ lấy con golem này, đủ nó vào trong góc. Đấy, xong rồi anh em đặt cái cần gạt vào, mở lên. Đó, chúng ta sẽ giữ được con golem ở trong góc. Ok chưa. Đó, xong rồi anh em dùng một tấm kính và anh em đặt nó vào cái chỗ này. À, thế là chúng ta đã thành công nhốt được con golem vào trong góc. Đó. Ngon lành ở đây anh em. Bây giờ ấy là chúng ta chỉ cần xây cái mái che thôi anh em ạ. Cái lý do tại sao mà chúng ta phải xây cái mái che ấy là để cho mưa nó không giết con golem anh em nhá. Đó, bởi vì là con golem tuyết là nó cực kỳ sợ mưa anh em ạ. Đây, thì xây cái mái che là đơn giản thôi anh em ạ. Xây cái này này. Đó, ok. Xong rồi đây anh em ạ. Xong bây giờ chúng ta phá hết đi là được. Đấy, xong rồi đấy. Ok, thì chắc là tôi sẽ đặt cái đuốc ra anh em nhỉ. Nhưng mà tôi thấy nó cũng hơi tối. Đấy, đặt cái đuốc ra. Wow, đây là một cái mây màu đen này anh em này, đúng không? Wow, khá là đẹp anh em nhỉ. Wow. Rồi, bây giờ ấy thì cái cách để sử dụng được cái máy này ấy đơn giản lắm anh em ạ. Để từ từ để tôi xây ra đằng trước đã. Đây này. Ôi chết rồi. Nhầm. Đây này. À, xong rồi xây nó qua bên này một tí anh em ạ. Đấy, xây nó rộng rộng ra thì chúng ta đứng cho an toàn. Đấy, bây giờ ấy farm ấy là chúng ta chỉ cần cầm cái xẻng và anh em sẽ đứng đúng vào cái chỗ này này, là để cho cái chuột của anh em nó chỉ vào cả hai cái lớp tuyết luôn. Ok chưa.
Xong rồi anh em cứ giữ lì chuột trái này được. À, về chưa? Đây này, một đống tuyết chưa? Về lắm anh em nhá. Đây, và anh em có thể dùng cái xẻng có cái độ mềm mại nhá. Nếu mà anh em mà thích cái lớp tuyết này, đây này, thì nó sẽ giữ lại cái lớp tuyết cho anh em. Đó. Đấy, ok. Ok anh em ạ, thì nếu mà bây giờ mà anh em mà muốn cái máy này nó tự động farm ấy, là anh em chỉ cần ấn chuột trái này, xong anh em ấn đồng thời nút F3 cộng T rồi anh em ạ. Đây này. À, ok chưa? Đấy, xong ấn này. Đó. Sau khi mà anh em đã ấn thế này rồi này, là anh em không cần ấn chuột trái đấy nhá. Và anh em cứ để như vậy, là cái thằng nhân vật của anh em ấy, nó sẽ tự xúc cái tuyết đi anh em ạ. Đó. Và nó sẽ tự farm luôn. Đây này. Đó. Hiện tại là tôi đang không ấn chuột trái đâu anh em nhá. Ok anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ cứ đứng ngay và tôi farm tuyết thôi. Và sau đó khi nào mà đủ đồ rồi thì tôi sẽ bắt đầu xây cái căn nhà bé cáo tuyết anh em nhá. Ok anh em ạ. Thật sự ấy, là tôi không có nói với anh em nhiều, nhưng mà thực sự là tôi là một thằng dân chơi anh em ạ. Nên là tôi rất là muốn thử độ may mắn của tôi hôm nay. Bởi vì tôi cũng đã chơi gua này khá là lâu rồi ha. Nào, cùng thử độ may mắn anh em nhá. Nào. Úi giời ơi. Nếu mà chúng ta mà rơi vào cái lá súng ấy, là chúng ta cũng sẽ đi bụi đây anh em. Nhưng mà nói chung là tôi tính toán rồi anh em ạ. Anh em yên tâm nhá. Bây giờ thì tôi sẽ làm cái thang thôi anh em ạ. Ok, thì sau khi mà chúng ta có các cái quả bóng tuyết ấy, là chúng ta có thể craft được khối tuyết bằng cách là chúng ta đặt 4 quả bóng tuyết vào đây anh em ạ. Đó. Tôi là tôi sẽ cần cực kỳ nhiều cái khối tuyết này luôn anh em ạ, cực kỳ nhiều luôn. Ok anh em ạ, sau bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong hết đồ rồi. Đó. Và chúng ta sẽ xây nó ở cái tảng băng này anh em nhá. Đây. Bên này chính là cái làng của tôi đây. Đấy, cái lều của tôi đấy anh em. Cái lý do tại sao mà tôi xây con cáo tuyết ấy, đó là bởi vì là tôi rất là thích cái tảng băng này anh em ạ. Tôi trông nó rất là chill. Đó. Đây, chúng ta sẽ xây nó theo cái hình như này anh em nhá. Đây. Cái hình chữ nhật này chính là cái đầu, ok chưa? À, thế còn cái hình chữ L này chính là cái thân anh em nhá. Và một cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ này, nó chính là cái đuôi anh em ạ. À, rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống xây anh em ạ. Ở trên cái đảo băng này có 4 con gấu bắc cực anh em ạ. Nó có thể là tương lai là tôi sẽ xây một cái nhà hình con gấu bắc cực anh em ạ. Khá là dễ thương anh em nhỉ. Được rồi. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng khối tuyết. Đấy. Tôi đã farm rất là nhiều luôn anh em ạ. Nào, khối tuyết nhé. Sau đó là tôi sẽ cần đến cái gì nhỉ? Bột bê tông xám nhạt. Đấy, bột bê tông xám nhạt này. Rồi. Chúng ta cứ xây cái này đã anh em ạ. Được rồi nhá. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ xây cái thân trước anh em ạ. Đấy. Con cáo tuyết là chúng ta sẽ xây cái thân trước. Thì là cái thân ấy đơn giản lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ xây cao lên 4 tầng anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu xây từ đây. Đây này, ok chưa? Xây lên này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 đó. Xong chúng ta sẽ cứ xây như vậy xung quanh cái thân thôi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi đang bị hai con này nó chắn đường quá. Chắc là tôi sẽ dùng nước anh em ạ. Tôi dùng nước và tôi đẩy của nó ra. Tránh ra hai em này. Đúng rồi. Ok, thì nếu mà anh em đã xem hết tận đây rồi thì anh em đừng quên like và subscribe tôi nhá. Thì nó free mà, nhưng mà thật sự nó có ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó anh em, xong rồi đấy. Sau khi xong cái này ấy, là bây giờ là chúng ta sẽ phải xây cái này anh em ạ. Chúng ta sẽ phá đi một ô. Nó bắt đầu từ chỗ này anh em nhá. Đấy. Phá xuống. Đó. Ok chưa? Xong rồi chúng ta sẽ làm cái mái anh em ạ.
À, từ từ để tôi nhặt lại các cái khối tuyết đây anh em ạ. Chút nữa ấy, là chúng ta sẽ làm một cái đường đi ở đây anh em ạ. Thế nào tôi sẽ phá tuyết ở đây luôn. Đấy. Anh chào em. Chào em. Rồi, xinh thế. Chắc là tôi sẽ vứt cho em gấu một chút thịt đây anh em ạ. À, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái mái cho cái phần này các em ạ. Thì anh em sẽ để thừa ra một khoảng này nhá. Một khoảng như này. Thì là anh em để thủy tinh vào anh em ạ. Đây này á. Thủy tinh được nhuộm trắng nhá. Ok anh em ạ. Thì nếu mà anh em mà muốn xây cái căn nhà hình con cáo tuyết đấy, thì anh em có thể xem cái danh sách đồ cần thiết gọi là chuẩn chỉnh 100% ở dưới phần mô tả nhá. Đó, bởi vì là trong cái rương kia kìa là tôi chuẩn bị thừa đồ đấy anh em ạ. Đó, bởi vì là chuẩn bị thừa đồ thì nó sẽ giúp tôi xây dễ dàng hơn. Còn nếu mà anh em mà muốn xem chuẩn chỉnh 100% ấy thì anh em hãy xuống dưới phần mô tả nhá. Thì tôi sẽ để chi tiết từng cái đồ một và số lượng của chúng nó ở dưới phần mô tả anh em nhá. Đấy, đơn giản là mình cứ lắp kính vào vậy thôi anh em ạ. Đấy, xong rồi đấy. Đấy, xong luôn cái đầu rồi anh em ạ. Quá ngon này. À đâu, tôi nhầm. Cái này là cái thân anh em ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây cái đầu anh em nhá. Cái đầu ấy, đơn giản là chúng ta xây cái này này. Chúng ta sẽ xây lên 6 block anh em ạ. Khá là giống với cái đầu của con cáo bình thường đấy nhỉ. Nào gấu ơi. Gấu ơi, đúng rồi. Xem tránh tránh ra cho anh xây cái. Rồi. Ok các em ạ. Đấy. Tôi là tôi phải nhẹ nhàng với con gấu, chứ không mà tôi láo cái là nó vả tôi vỡ mồm đây các em ạ. Ghê lắm. Rồi, tôi xây được 3 block rồi đấy. Thế bây giờ là tôi xây cao lên 3 block nữa được. 1 2 3. Đó. Ok các em ơi. Xong rồi đấy. Xong bây giờ là tôi sẽ làm cái mái cho nó nhá. Ok các em ơi, xong rồi. Từ từ để tôi đi ngủ cái các em ạ. Rồi. Trời sáng rồi. Ok nhá. Xong bây giờ là tôi sẽ xuống bên dưới này. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ xây tới chiếc mũi cho chú cáo anh em nhé. Thì là nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ cách nó ra hai ô này. Và anh em sẽ xây 4 khối tuyết ra nhá. 1 này, 2 này, 3, 4 á. Xong mình sẽ xây dài nó ra thôi. Và tầng 2 là chúng ta cũng làm vậy anh em nhé. Đó. Xong rồi đây anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái lỗ mũi cho nó anh em nhé. Chúng ta sẽ dùng bê tông xám. À, và đơn giản thôi. Và chúng ta phá hai khối tuyết này đi. Ok chưa? Xong đặt cái bê tông xám vào. Đó. Xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tới các cái thảm tuyết này này. Đó. Và đặt lên bên trên là được anh em ạ. Ok anh em ơi. Ngon rồi đấy. Quá ngon rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xây tới cái mắt cho nó anh em nhé. Chúng ta sẽ dùng thủy tinh được nhuộm lục lam anh em nhé. Đây. Và xây cái mắt là đơn giản là mình phá hai cái ô đi này. Hả? Xong đặt cái thủy tinh vào anh em ạ. Đấy, đẹp ngay. Hả? Ngon ngay anh em ơi. Xinh quá. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ trang trí thêm họa tiết anh em nhé. À từ từ đã. Tôi phải xây cái đuôi đấy anh em ạ. Đây. Bây giờ mà làm cái đuôi ấy, chúng ta sẽ dùng tới băng xanh để làm cái đuôi anh em nhé. Đây, chúng ta xây cái này anh em ạ. Xây 9 cục băng xanh ra này. Đấy, ok chưa? Xong xây thêm 4 cục vào các cái góc anh em ạ. Đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ dùng tới tuyết tiếp. Đó. Và sau đó là chúng ta xây cái này. Đây, thì là anh em sẽ để thừa ra cái chỗ này này. Đó. Chút nữa là cái lối vào của mình là mình sẽ vào bằng chỗ này các em ạ. Ok chưa? Đấy, xong mình xây lên này thôi.
Đó. Mà hình như là tôi sẽ hơi nhầm anh em ạ. Là cái lối vào đằng thân ấy thì là cái ô này này. Đây này. Đó. Đấy. Chút nữa là chúng ta sẽ đi vào bằng cái đường này anh em nhé. Ngon rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang trí thêm họa tiết anh em ạ. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ trang trí bằng các khối băng xanh. Chúng ta sẽ trang trí này này anh em ạ. Chúng ta sẽ làm nó ở hai góc đằng sau đầu con cáo anh em nhé. Thì nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Đấy. Phá này đi. Đó. Chúng ta sẽ tạo nó ra cái hình như này. Ok chưa? Nói chung là hình nó cũng giống cái tam giác đây nhỉ. Đây này. Đó. Và đặt cái băng xanh vào thôi anh em ạ. À, quá ngon rồi. Đấy. Và làm tương tự như vậy với cái bên này luôn anh em ạ. Đây này. Nhưng mà cái bên này là chúng ta phải đi vào trong góc này này. À, đây thì đi vào trong góc thì tôi sẽ vào hẳn cái đầu tôi làm luôn anh em ạ. Đây. Chúng ta sẽ vào bên trong cái thân anh em nhá. Xong rồi đó là chúng ta sẽ phá đi một hình chữ nhật 3x4. Đây này. Đấy, phá đi. Úi dồi ôi, chết cha rồi. Úi dồi ôi, từ từ gấu ơi. Úi dồi ôi, tôi thật sự là tôi không muốn làm cái điều ấy đâu anh ơi. Có lỗi quá. Thôi, em yên nghỉ gấu nhá. Tha lỗi cho anh. Đây, á, à, ok chưa? Xong rồi chúng ta sẽ phá đi hai cục này. Đấy. Thực ra là ba cục anh em ạ. Và rồi chúng ta sẽ đặt cái băng xanh vào anh em ạ. Đó. Ngon rồi đấy anh em. Quá tuyệt rồi. Đó. Từ từ để tôi đi ngủ cái anh em ạ. Rồi anh em ạ. Xong bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Và chúng ta sẽ trang trí thêm họa tiết anh em nhé. Thì là cái trang trí họa tiết này là nó khá là đẹp anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng tới bột bê tông xám. Thực ra là bột bê tông xám nhạt đấy. Và sau đó chúng ta sẽ trang trí cái này anh em ạ. Phá hết tất cả các cái khối tuyết ở bên dưới đi anh em ạ. Ok chưa? Xong rồi thay thế vào đó là bột bê tông xám nhạt. Đó. Chúng ta cứ làm như vậy xung quanh con cáo anh em ạ. Ok anh em, tôi thấy có vẻ ngon rồi đấy nhỉ. Ấy, được rồi đấy. Ui chết cha rồi anh em ơi. Chết cha rồi. Hình như là tôi chuẩn bị nhầm đồ rồi anh em ạ. Chúng ta phải dùng bột bê tông trắng nhá. Chết cha rồi. Nhầm rồi anh em ạ. Từ từ tôi sửa lại anh em ạ. Thế là giờ tôi phải về nhà và tôi làm lại cái bột bê tông trắng rồi anh em ạ. Bèo quá. Thảo nào mà tôi thấy nó cứ sai sai anh em ạ. Thôi rồi, từ từ tôi về nhà tôi sửa lại anh em nhá. Ok anh em ạ. À, thì tôi thấy có vẻ ngon đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải xây tới cái này anh em ạ. Chúng ta sẽ cần đến các cái tuyết nữa này. Ôi, tôi có mỗi 51 tuyết này, có vẻ là vẫn chưa đủ nhờ. Chết cha rồi, có vẻ là tôi hơi bị thiếu rồi anh em ạ. Để từ từ để tôi đi farm thêm tuyết đây anh em nhá. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi, giật cả mình anh em ơi. Đi trái hiểu đi đứng kiểu gì. Ui rồi ôi, từ từ nào. Ghê quá anh em ạ. Tôi chỉ muốn đặt trước cái nước là để chốc nữa là tôi xuống cho nhanh rồi đấy anh em ạ. Trái hiểu. Ghê quá. Game gì mà ghê thế. Ok anh em ạ. Hả? Tôi đã có khá là nhiều tuyết rồi đấy anh em ạ. Rồi. Tôi xuống rồi anh em ạ. Nào xuống nào. Úi dồi. Úi dồi. Đấy. Tôi tính hết rồi. Anh em đừng lo. Đấy. Tôi xuống vậy cho nhanh. Rồi. Mình qua xây rồi anh em ạ. Ok anh em nhá. Bây giờ ấy. Là anh em sẽ cần cái sợi chỉ này. Đó. Và cần cái thảm trắng. Ok chưa? Xong rồi là anh em sẽ trèo lên trên đuôi của nó. Đây. Đấy, trèo lên. Và ở cái chỗ này này là anh em sẽ dùng tuyết nhá. Và anh em sẽ xây lên 3 lớp tuyết. 1, 2, 3. Đó. Thì chúng ta sẽ cứ xây như vậy anh em nhá. Ok anh em nhá. Ngon rồi đấy. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ dùng cái tuyết này. Đây. Anh em sẽ dùng cái khối tuyết và anh em đặt nó vào này.
Anh em đặt như vậy là để anh em làm cái lối đi đấy. Xong rồi đo tới sợi chỉ. Đây, sợi chỉ là đặt ở đây anh em nhá. Ở đây này. Ok chưa? Xong rồi anh em đặt thảm trắng ra. À, ngon đấy anh em. Ngon rồi đấy. Nhỉ. Ok các em ạ. Bây giờ ấy là anh em đặt tới cái cửa. Phải đặt mấy cửa sắt cho nó an toàn anh em. Úi dồi, có zombie này. Úi dồi. Mày làm sao? Ừ. Nào. Nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái tuổi gì đi anh em ạ. Rồi. Chúng ta đặt cái cửa anh em nhá. Và đặt cái nút đá anh em ạ. Nào anh Cấu ơi. Anh tránh nào cho em xây này. Ờ. À, từ từ đã. Đây. Tôi sẽ phá cục đá đi anh em nhá. Phá đi. Và thay vào đó là một cục tuyết. Đấy. Ok chưa? Xong rồi cho cái cửa vào anh em ạ. Đấy. Đặt cái nút đá ở đây. Đó. Mở ra. Xong rồi đặt thêm một cái nút nữa ở đây. Đó. Ngon đấy anh em ạ. Thế là chúng ta chính thức xong cái bề ngoài đấy. À chưa nhá. Còn một cái cuối cùng nữa anh em ạ. Và nó là một cái cực đẹp. Mà từ từ tôi đi ngủ cái đã. Và cái đấy chính là cái nón của ông già Noel anh em ạ. Ui chết chào rồi anh em ơi. Thế quái nào mà cái bột bê tông trắng của tôi thì nó lại biến thành cái bê tông rồi. À, chắc là do nãy là tôi dùng nước tôi đi lên anh em ạ. Chết cha rồi. Ui dồi ôi, bị biến nhiều quá. Ui dồi ôi, có vẻ là tôi không có đủ bột bê tông trắng ở đây rồi anh em ạ. Ok anh em ạ. Đây, tôi còn thiếu đúng hai cục bột bê tông trắng thôi anh em ạ. Khá là chớ trêu. Tôi không sao anh em ạ. Không sao đâu. Thế nào mà cái cục này nó lại là cái cục tuyết vậy? Cục này phải là một cục băng chứ. Ơ, thế cái cục này thì là cái cục gì đấy? What? Cục cái thì là cái cục gì anh em nhỉ? Tôi cũng chả biết nữa. Hình như là cục bê tông trắng à? Đây, tôi đặt băng vào anh em ạ. À không, chỗ này là cái cục đá mà đúng không? À băng. Băng anh em ạ. Đấy, đặt băng vào. Tôi không sao anh em ạ. Tôi ở trong đó, tôi về nhà tôi làm thêm một bê tông trắng vậy. Thôi chắc giờ tôi về tôi làm luôn anh em ạ. Chứ thật sự ở trong này nó xấu quá. Thôi, tôi chịu khó mà về đi làm đi anh em ạ. Chứ không thì trông nó xấu quá anh em ạ. Ok anh em ạ. Đây, tôi đã làm luôn 32 cái bột bê tông trắng đây. Tôi làm nhiều cho chắc anh em ạ. Biết đâu chốc các chúng ta lại gặp cái tình huống tương tự. Rồi. Ngon lành cánh đào anh em ơi. Đẹp ơi. Bây giờ tôi sẽ xây cái nón Noel anh em nhá. Cái nón nói chung là nó cũng hay lắm anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng bê tông đỏ và bê tông trắng. Đó. Vậy thôi. Như vậy đủ đấy anh em ạ. Rồi. Lên thôi. Ok thì bây giờ tôi lên ấy. Là thật sự là tôi phải ngoan hiền rồi anh em ạ. Tôi trèo lên rồi. Đấy, ngoan thôi anh em ạ. Ngoan. Rồi. Chúng ta sẽ xây cái nón thế này anh em nhá. Chúng ta sẽ đặt bê tông trắng ra anh em ạ. Đặt bê tông trắng vào bốn góc. Ok chưa? Xong rồi là anh em sẽ xây ra theo tôi này nhá. Đấy, thì đơn giản đấy. Đó là mình xây bao xung quanh cái đầu con cáo thôi. Ok anh em ơi. Ngon rồi đấy. Sau khi mà đã xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ dùng tới bê tông đỏ. Bê tông đỏ là anh em sẽ xây cái này nhá. Đây anh em ạ. Thì chúng ta sẽ phá cục cái đi. Xong đó là chúng ta cứ xây rộng thôi anh em ạ. Đấy thì nói chung là nó kiểu vậy thì tôi cũng không biết phải miêu tả cho anh em thế nào. Thì là cái bê tông đỏ là anh em sẽ không có xây vào góc nhá. Đây này. Thì là cái góc của nó này. À, thì mình sẽ không có xây vào trong cái góc. Ok chưa? Và mình cứ vậy là mình bao xung quanh thôi các bạn. Ok anh em. Ngon rồi đấy. Xong bây giờ là tôi sẽ dùng tuyết tôi lên này. Đấy, ok chưa? Chúng ta sẽ xây cái tầng tiếp theo cái này anh em ạ. Chúng ta xây ra một cục này. Và xây ngang nó ra. Thế nhưng mà sẽ phá cục ban đầu đi. Đấy.
Xong rồi đó chúng ta sẽ cứ vậy và chúng ta xây thôi anh em ạ. Ok anh em, ngon rồi đấy. Yeah. Và bây giờ đến cái tầng cuối cùng ấy, thì đơn giản là anh em sẽ xây lắp cái chỗ này lại thôi. Ok anh em ơi, ngon rồi đấy. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ còn xây thêm một cái nữa, đó là cái cục lông ở trên cái nón ấy. Đó. Chúng ta sẽ dùng khối tuyết anh em nhé. Và chúng ta sẽ xây ở chỗ này này. Đây này. Đó. Đó. Ngon rồi anh em ạ. Quá là xinh rồi. Thế quái nào mà hai con cáo tuyết. À, cái bọn này chúng nó cũng trèo cái đường này của tôi lên đấy các em ạ. Thông minh phết đấy các em ạ. Thế hóa ra là bọn gấu của chúng nó cũng thông minh phết đấy các em ạ. Đây nhá. Đấy. Thế này là chúng ta chính thức xong được cái bên ngoài đấy anh em. Xinh không? Xinh không? Quá là xinh luôn đấy các em ạ. Quá là xinh luôn. Bây giờ tôi sẽ vào và tôi trang trí bên trong anh em nhá. Thì là bên trong ấy, thì chúng ta sẽ làm cái này anh em ạ. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải lo về cái sàn nhà trước đúng không? Phá hết cái sàn nhà đi anh em ạ. Và thay vào đó là khối tuyết. Úi dồi ôi, thế quái nào mà tôi thấy cái biển nó tối tối thì tôi lại thấy sợ sợ anh em ạ. Chả hiểu sao mà tôi thấy sợ sợ thế nào ấy. Thật sự là nếu mà trong Minecraft mà có con quái vật nào mà ở dưới biển ấy là nó rất là đáng sợ luôn đây các em ạ. Kiểu là nó có một con chùm nào đó ở dưới biển ấy nhỉ. Ok các em ơi, xong rồi đấy. Xong bây giờ tôi thay tất cả các cái này bằng khối tuyết thôi. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy anh em ạ. Bây giờ tôi đã trang trí cái đèn lồng anh em nhá. Bởi vì ở trong nhà nó hơi tối mà đúng không? Đâu rồi? Úi dồi ôi, thật sự ở chỗ này thì quái nó spawn được nha anh em. Thế nên là phải cẩn thận đây anh em ạ. Đây, chúng ta đã dùng cái dây xích này. Và rồi chúng ta dùng cái đèn lồng anh em ạ. Chúng ta sẽ đặt cái đèn lồng cái này anh em nhá. Đặt hai cái xích ở trên này. Ok chưa? Xong đặt hai cái đèn lồng vào anh em ạ. Đó. Sáng ngay. Đẹp ngay anh em ạ. Thực ra là cái chỗ ngoài này nó hơi tối đúng không? Thì anh em đặt một cái đèn lồng vào đây này. À. Lại tối đi. Làm sao mà tối được nữa anh em nhỉ? Xong rồi chỗ này này là anh em đặt một cái đèn lồng vào đây nhá. Hả? Ngon ngay anh em ạ. Từ từ tôi đi ngủ cái đây anh em ạ. Chứ mà tôi trông đám quá đông quá. Tôi thấy hơi lo lo. Rồi. Sáng rồi. Ok anh em ạ. Được rồi nhá. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ trang trí cái thảm anh em ạ. Thế quái nào mà chỗ này thì nó lại không tạo băng được cho tôi nhỉ? Đây này. Lát à? Lát à? Để từ từ để tôi đi đào một vài cục băng anh em ạ. Đó. Ngon rồi. Ơ, thế quái nào mà nó cứ mất băng ở đây đi ấy nhở? À, thế hay là do cái đèn lồng của tôi à? Chắc là do cái đèn lồng của tôi sáng quá anh em ạ. Đây, thôi rồi. Thế vậy thì tôi phá cái đèn lồng đi anh em ạ. Phá nó đi. Đấy, tối tối tí để trông cho nó huyền bí anh em nhỉ. Đây nhá, đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng cái chậu hoa này và đặt nó vào đây anh em ạ. Ok chưa? Xong dùng tới cái bụi cây khô, mình đặt nó vào cái chậu hoa. Đấy. Xong dùng tới cái lá sồi anh em ạ. Đặt lên bên trên. Hả? Chúng ta đã có một cái cây cực kỳ dễ thương anh em nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ làm cái sàn nhà này. Chúng ta sẽ kết hợp giữa thảm xanh nước biển nhá và thảm xám. Nó đâu rồi anh nhỉ? Đây này. Thảm xám nhạt anh em nhá. Ok anh em ơi. Xong rồi đấy. Quá là ngon anh em ạ. Đẹp không?
Sao anh em? Có đẹp không? Quá đẹp luôn anh em nhỉ. Đây nhá, chúng ta sẽ phá đi hai khối tuyết ở đây anh em ạ. Và cũng thay nó bằng một bê tông trắng luôn. Đây rồi, á, à, thay nó vào. Đấy, ok anh em. Ngon rồi đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ trang trí ở bên trong anh em nhá. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng cầu thang thạch anh mịn này, đặt nó ra này. Đấy, mình làm cái ghế đây anh em ạ. Đây này, ok chưa? Rồi, xong sau đó ấy, chúng ta sẽ dùng tới cái thùng. Đấy, chúng ta đặt nó vào đây anh em ạ. Vào đây, ok chưa? Xong sau đó chúng ta sẽ dùng tới cái dàn pha thuốc và đặt nó ở đây anh em ạ. Đấy, và đến cái khung cửi, cái khung cửi là đặt ở bên cạnh cái dàn pha thuốc đó. Rồi, tiếp theo ấy là chúng ta sẽ dùng tới cái chậu hoa đây á, à, và dùng tới cái bụi cây khô, ok chưa? Xong sau đó là đặt nốt hai cái lá sồi còn lại anh em ạ. Đó, chúng ta lại có thêm một cái cây cực kỳ dễ thương anh em ạ. Rồi nhá, bây giờ ấy chúng ta sẽ xây cái cầu thang để lên cái tầng tiếp theo nhá. Thì là cái cầu thang ấy là anh em phá đi cái hàng này, ok chưa? Xong rồi là anh em sẽ dùng tới cái phiến thạch anh mịn đây này, đó, và anh em xây này này, đó, ngon rồi đấy anh em. Xong bây giờ là anh em dùng đến cái thảm xanh nhạt anh em ạ, và anh em đặt vào các cái phiến thạch anh. À, thế là chúng ta đã có cái tầng 2. Mà từ từ đã, tầng 1 tôi còn chưa trang trí xong anh em ạ, từ từ. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ dùng tới cái xích và đặt nó vào đây. Đấy. Xong dùng tới cái thảm trắng và đặt nó lên bên trên cái xích anh em ạ. Đó. Thì trông nó khá giống cái bàn nhỉ. Từ từ tôi ra ngoài tôi mang nốt đồ vào đây anh em ạ. Ok anh em ạ. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ đặt tới hai cái giá để ráp nhá. Và đặt nó lên bên trên hai cái thùng này anh em ạ. Ok chưa? Và xong rồi là anh em cho cái bộ giáp bạc vào thôi. Đó anh em. Ngon rồi đấy. Quá đẹp rồi anh em ạ. Sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là anh em sẽ dùng tới những cái cửa sập sắt anh em ạ. Và đặt nó vào đây này, là để anh em làm nó giống một cái chỗ để đồ ấy. Đấy, ok chưa? Xong rồi là anh em dùng đến các cái tấm thảm trắng và anh em đặt nó lên bên trên các cái cửa sập sắt. Đó, khá là giống với một chỗ để đồ đúng không? Ok anh em ạ. Sau khi mà anh em xong cái này nhá, là bây giờ anh em sẽ dùng tới hai cái cửa sập anh em ạ. Và anh em trang trí nó này này, anh em sẽ làm cho cái ghế đẹp hơn đấy. Đó, đó. Ngon đấy anh em ạ. Xong bây giờ chúng ta sẽ treo ra một vài cái bức tranh ở đó anh em ạ. Để từ từ tôi ra ngoài tôi mang tranh vào đã. Ôi dồi ôi, đồng quái lắm anh em ạ. Một đống creeper luôn kìa. Khá là ghê. Ok, thì bây giờ chúng ta treo tranh thì là thế này anh em nhá. À, chúng ta sẽ treo một bức tranh ở đây anh em nhá. À, xong rồi đó là chúng ta sẽ treo ở xung quanh cái nhà thôi. Ok anh em ơi. Quá đẹp rồi đấy nhỉ. Ngon rồi đấy các bạn. Ok các bạn, thì theo tôi thấy có vẻ tầng 1 như vậy được rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng lên và trang trí tầng 2 anh em nhá. Đây, thì tầng 2 là nó đang hơi tối đúng không? Thì anh em mới đặt cái đèn lồng ra nhá. Anh em sẽ đặt đèn lồng vào hai vị trí này này. Đây. Và ở đây nhá. Đó. Sáng ngay anh em ạ. Thật sự là trông nó hơi gọi là, thì trông nó hơi tù túng đúng không? Đó. Nên là chúng ta sẽ phá đi hai ô. Đấy. Và chúng ta sẽ đặt cái thủy tinh vào anh em ạ. Thủy tinh được nhuộm đỏ. Đó. Đẹp ngay. Đấy. Đẹp ngay anh em nhỉ. Cái làng của tôi đấy. Quá đẹp anh em ạ. Ở đây này. Cái này thì là cái thuyền của tôi đấy. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cực kỳ hay anh em nhá. Một cái cực kỳ đơn giản và hay luôn. Đó chính là một chiếc tivi anh em ạ. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng đến những cái cửa sập gỗ sồi sẫm anh em nhá. Và chúng ta sẽ trang trí cái này này.
Đó. Ok chưa? Xong rồi ở chỗ giữa này, chúng ta sẽ đặt một bức tranh nhá anh em. Đó. Thì là anh em đặt cái bức tranh hoàng hôn ấy, thì trông nó rất là giống với cái tivi anh em ạ. Đẹp lắm. Đâu ấy nhỉ? Từ từ anh em. Ơ? Thì sao lâu quá nhỉ? À đây đây đó. Đấy. Có đẹp không anh em? Xong rồi thì ở bên dưới này là anh em đặt các cái thùng nhá. Ok. Xong rồi là anh em dùng tới các cái nút nhá. Đấy. Và đặt vào các cái thùng này. Đấy. Có đẹp không anh em? Quá đẹp anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái giường nhá. Thì là cái giường ấy, đầu tiên là anh em phải dùng khối tuyết này. Và anh em lấp cái chỗ này lại đó này. Ok chưa? Xong rồi anh em sẽ đặt cái giường đây này này. Trước khi đặt cái giường ấy là anh em cần phải đặt cái cầu thang thạch anh mịn đã. Đó, ok chưa? Xong rồi là anh em đặt hai cái giường đỏ ra. Đó. Bây giờ anh em sẽ đặt tới các cái thùng nhá. Các cái thùng là anh em đã đặt ở bên cạnh cái giường này. Rồi đấy anh em. Quá đẹp đấy anh em nhỉ. Rồi. Bây giờ là anh em sẽ đặt tới các cái chậu hoa nhá. Đặt tới 4 cái chậu hoa còn lại. Và anh em đặt nó ở bên dưới cái tấm thủy tinh ấy. Đấy. Xong rồi là anh em phải có hoa nhá. Để từ từ tôi ra ngoài tôi mang hoa vào đã. Ôi dồi ôi. Có 4 con creeper luôn anh em ạ. Đây. Đấy. Tôi là tôi có các cái bông hoa này. Thế nên là tôi mang nó đấy. Chứ còn tùy anh em nhá. Là anh em thích cái bông nào ấy thì là anh em cứ để vào nhá. Rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Quá đẹp rồi anh em ạ. Nhưng mà thực ra trông nó hơi thiếu thiếu đúng không? À, còn một cái nữa anh em ạ. Đó chính là các cái tấm thảm xám nhà. Chúng ta sẽ để nó ở xung quanh giường nhá anh em. À. Ok chưa? Và còn một cái nữa ấy, nếu mà anh em để ý kỹ, đó là tôi có các lá cờ đúng không? À. Bây giờ tôi sẽ trang trí bằng các lá cờ anh em nhá. Chúng ta sẽ dùng tới cái khung cửi này. Đấy. Và chúng ta sẽ làm 8 lá cờ luôn anh em ạ. Cả 8 lá cờ là đều giống hệt nhau anh em nhá. Bước đầu tiên ấy là chúng ta sẽ dùng các cái sọc này. Ok chưa? Cả 8 lá là đều như vậy luôn đấy. Ok chưa? Bước thứ hai ấy là chúng ta sẽ dùng tới cái răng cưa ở bên trên. Đây này, cái này. Đấy. 8 cái luôn. Bước thứ ba ấy là chúng ta làm mờ cái bên trên đi. Đấy. Ok anh em ạ. Ngon rồi đấy. Xong rồi chúng ta sẽ trang trí này anh em nhá. Chúng ta sẽ trang trí ở bên cạnh các cái tấm kính. Đấy. Thế này trông nó khá là giống cái rèm cửa anh em nhỉ. Đẹp rồi đấy anh em. Ngon rồi đấy. Thế này nhá, là chúng ta đã chính thức xong được cái nhà bé cáo tuyết rồi đấy anh em ạ. Đấy. Có đẹp không anh em? Phòng đẹp không? Ôi dồi ôi. Quá tuyệt luôn đấy anh em ạ. Quá tuyệt luôn. Đấy. Đây. À, cái tầng 1 của anh em đây. Quá đẹp luôn anh em nhá. Quá đẹp. Từ từ tôi ra ngoài cho anh em xem bên ngoài nhá. Từ từ để tôi giết cái bọn này đây anh em ạ. Bọn này chúng nó nguy hiểm lắm. Chết ngay làm sao mà láo với tôi anh em ạ. Láo à. Nhện này. Ok anh em ạ. Ngon rồi đấy. Sao anh em ơi? Có xinh không? Xinh không? Quá là xinh luôn anh em ơi. Ôi dồi ôi. Trông dễ thương nhỉ. Ok anh em ạ. Thì là con cáo tuyết này nó nhỏ hơn cái con cáo da cam của tôi. Hả? Kìa kìa. Hả? Đây này. Thế nhưng mà trông có dễ thương mà đúng không nhỉ? Hả? Cả hai con đều cực kỳ dễ thương anh em ạ. Ok anh em ạ. Thì là tôi đã thành công xây được cái ngôi nhà hình cáo tuyết cực kỳ dễ thương rồi. Hả? Và nếu mà anh em mà có thích nói thì anh em hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là video hôm nay tới đây rồi anh em nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em vì đã xem hết tận đây. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.